Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về cách xem hạn 1 năm ở trong khoa tử vi. Thì đầu tiên, khi xem hạn 1 năm thì chúng ta phải xác định được cái đại vận mà chúng ta đang ở đó là cái đại vận gì. Ví dụ như chúng ta xem cái hạn năm 35 tuổi thì chúng ta phải xem cái độ tuổi đó chúng ta đang nằm ở trong cái đại vận nào. Đấy, thì 35 nó sẽ nằm ở trong cái đại vận 32 đây, từ 32 đến 41 tuổi. Đấy, xác định được cái đại vận trước. Và chúng ta phải xác định được cái sự việc nó diễn biến ở trong cái đại vận này. Thì cái tiểu hạn 1 năm hay là cái hạn 1 năm thì nó chỉ xoay quanh cái đại vận thôi. Nếu mà đại vận này tốt thì cái tiểu hạn nó cũng sẽ tốt. Và nếu nó xấu đi thì nó cũng xấu đi rất là ít. Cái đại vận nó ảnh hưởng rất là nhiều này. Đại vận rất là xấu thì cái tiểu hạn 1 năm dù nó có tốt thì nó cũng gọi là cái tốt lên một ít thôi. Đấy. Nó xoay quanh cái này, nó chỉ xoay quanh cái này thôi. Đấy. Thế nên là đại vận nó rất là quan trọng. Có cái việc gì nó xấu nhất thì nó cũng thể hiện ở cái đại vận. Cái việc gì tốt nhất nó cũng thể hiện ở cái đại vận trước. Sau đó là đến cái tiểu vận sau. Đấy. Có nghĩa là cái đại vận nó sẽ là cái cảnh báo đầu tiên của chúng ta. Đấy. Còn cái tiểu vận hay cái tiểu hạn 1 năm thì nó sẽ là cái mà từng năm chúng ta đi qua. Đấy. Có nghĩa là kể cả lúc chúng ta mất trắng này, mất tiền này, hay là chúng ta ốm đau này, nó cũng thể hiện là cái đại vận này đầu tiên này. Đấy. Và chúng ta đi sâu và chúng ta xem từng năm một nó diễn ra ở năm nào. Đấy. À, đây thứ hai này, khi mà chúng ta đi vào cái xem hạn từng năm thì nó có mấy phần. Ví dụ như chúng ta xem cái lưu đại vận, xem cái tiểu vận này, hay sao xem cái thái tuế này, lưu thái tuế nhé. Đấy, chúng ta xem các bộ sao hóa này, bộ sao lưu này, sao lưu có sao lưu của hai vòng đó, vòng thái tuế này và vòng lục tồn này. Ngoài ra còn cái sao lưu của lưu tứ hóa nữa, tứ hóa của năm đấy. Đấy. Còn một cái phần về cái kiến thức ở bên cái tứ hóa hôm trước mình có nói về cái lập cực, ví dụ như năm gọi là cái lưu niên khí hóa này. Thì cái này là về cái lưu niên, ví dụ lưu thái tuế năm mão thì nằm ở đây đúng không? Đấy. Thì chúng ta lập cực tại cái năm lưu niên. Đấy, tại năm nào thì chúng ta lập cực ở cung đó. Cho nó là cái cung mệnh, chúng ta bắt đầu chúng ta tính cái lưu niên trong năm đó. Thì đầu tiên là về cái lưu đại vận, đây là đúng không? Lưu đại vận là cái gọi là cái lưu niên của cái đại vận này này. Đấy, ví dụ chúng ta đang ở trong đại vận này đúng không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ đếm xem chúng ta đang ở năm nào, ví dụ 32 này, 33 này, 34 này, đấy, nó sẽ lùi nhá, 92 này đi lùi nhá. Đầu tiên là từ cái cung này xong rồi đối chiếu sang này. Đấy. Xong rồi đi lùi theo chiều này, 892 là đến 82 này, lùi xong lại quay lại đi tiến nhá, đấy, tiến ngược lại. Đấy. 32 này, 33 này, 34 này, 35 nằm ở cung đây. Đấy. Đây là lưu đại vận này. Đấy. Thứ hai là cái tiểu vận đây này. Tiểu vận ở đây, đấy, những cái năm tiểu vận đây, nó ghi ở dưới này, thường là trong các số có trang nó sẽ lưu, nó ghi ở đây này. Ghi ở đây này, đây trên đây này. Đấy. Nó cái năm tiểu vận nó sẽ không có cái can này, này. Ví dụ trên đây nó sẽ có cái can này, ví dụ như đây là Bính Tý này. Thì đây là cái can và cái chi của địa bàn. Đấy. Còn đây là cái tiểu vận này, chi của tiểu vận. Thì năm Mão đây, chúng ta tìm cái Mão là được, thấy không? Đây là tiểu vận đây. Đây, rất là đơn giản. Lưu Thái Tuế, thì Lưu Thái Tuế thì năm nào thì lưu thái tuế nằm ở cung đó thôi. Năm mão thì lưu thái tuế nằm ở đây. Thái tuế. Đấy. Và các cái sao lưu khác, đúng không? Sao lưu cái này thì các bạn thì trước mình đã nói ở một bài cái sao lưu của hàng năm rồi. Thì các bạn cứ xác định thái tuế này, xác định cái can này, xong các bạn lưu. Năm nay thì lưu lục tồn nằm ở đây này. Tồn này. Lưu đào hoa này. Đây có lưu kình này,
lưu đà này nằm ở đây này, lưu hao đây này. Đây. Đấy. Đấy, các bạn tự an cái đấy thì trong trên đa số nó sẽ có. Lưu Thái Tuế thì người ta an thêm một số sao lưu thôi. Như ai thích lưu thì là lưu thiên không ở đây này. À, đây là lưu tang môn này, lưu tang này, lưu mã này. Đấy, tùy các bạn. À, lưu tứ hóa nữa, tứ hóa thì theo năm can của năm, ví dụ năm nay năm quý này. Đấy, quý là phá cự âm tham này. À, vậy là cái chúng ta cứ an cung nào có thì chúng ta cứ an thôi. Đây. Đấy, phá quân đây, hóa lộc, lưu hóa lộc. Lưu hóa lộc. Lưu hóa quyền này. Đây là lưu kỵ này. Âm này là lưu khoa này. Đấy, khá là đơn giản. À, về cái lưu niên khí hóa này thì cái này là bên tứ hóa để tụi mình đưa thêm vào. Ví dụ như năm này năm Thái Tuế năm Mão thì lập cực ở đây đúng không? Đấy. À, lập cực ở đây. Vậy là chúng ta bắt đầu chúng ta xoay ăn cung mệnh ở đây. Mệnh ở đây thì chúng ta cứ tiến lên. Mệnh này phụ này, phúc này, điền này, quan, nô, di, tật, tài, tử, phối, bào. Đấy, thế là xong. Thì chúng ta cái này để xác định các gọi là các 12 cung của năm. Ví dụ trong năm mình hỏi đúng không? Rất là hỏi rất là nhiều thứ, ví dụ phụ mẫu của năm nay như thế nào? Hay là cái con cái năm nay nó học hành như thế nào? Huynh đệ học hành như thế nào? Đấy. Hay là cung tật bạch của mình như thế nào? Cung tật ách của mình như thế nào? Đấy, nó hỏi rất là nhiều 12 cung thì chúng ta dùng cái cách này, chúng ta xoay. Và dùng cái cách này cái lưu niên khí hóa thì chúng ta phải dựng sử dụng cái tứ hóa. À, thì chúng ta phải sử dụng đấy. Ví dụ như chúng ta muốn xem cung tật của năm nay chẳng hạn. À, cung tật của năm nay chúng ta có bệnh tật gì không, cung tật đấy, thì chúng ta cứ đếm thôi. À, đúng là lập cực ở đây đúng không, mệnh này phụ phúc điển quan nô di tật, vậy là tật nằm đây. À, cung tật của năm đấy, vậy là chúng ta là dùng cái phi hóa tiếp, dùng cái phi hóa đây, căn giáp này liêm phá ngũ dương đúng không. À, vậy là căn giáp này. Liêm hóa lộc đây, phi hóa lộc tại đây, kỵ dương kỵ ở đây. Đấy. Thế là chúng ta có thể biết được đấy, cái năm nay cái ốm đau bệnh tật cũng như thế nào, và dương kỵ là cái vấn đề về mắt này, là kỵ gặp thiên lương là chúng ta là phải đau ốm uống thuốc nhiều. Đấy. Đây là cái cách mà để xem 12 cái cung của năm. Thì trên đây thì mình nói về cái đại vận và cái tiểu vận, cái thái tuế nữa. Thì cái lưu đại vận được coi như là kết quả của một năm. Đấy, cái lưu đại vận này là cái quan trọng nhất này, lưu đại vận quan trọng nhất. À, còn cái tiểu vận này nó diễn biến này, đây là kết quả diễn biến. À, nếu các bạn có thể coi cái này là cái cuối năm này, mình hay xem cái này là cuối năm, cái này là đầu năm này. Cái diễn biến là cái đầu năm, còn cái tiểu lưu đại vận chính là cái cuối năm. Đấy. À, thì nó thể hiện cái diễn biến, các bạn kết hợp cả hai cái cung đó lại thì mới có thể luận đoán được. Khi mà hai cái này trùng nhau gọi là đại vận tiểu vận trùng phùng này. Đấy. Thuận thì cát lợi mà hung thời chuyên chuyên, vậy là nó kiểu như nó x2 vậy. À, có nghĩa là cái mục tiêu đầu năm và cái mục tiêu cuối năm nó giống nhau. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Thế còn cái lưu thái tuế này. Cái lưu thái tuế ở đây nó thể hiện cái gọi là cái thời thế trong một năm đó. Đấy. Lưu Thái Tuế nằm ở đâu thì thời thế năm đó nó nằm ở đó. À, Thái Tuế là vua mà, là vua, thần cai quản của một năm. Đấy. À, nếu chúng ta mà đi trong cái thế mà nằm với Thái Tuế này, nếu mà chúng cái cung đại vận chúng ta mà nằm ở đây chẳng hạn, cung lưu đại vận hay cung tiểu vận, thì có nghĩa là chúng ta đang đi thuận chiều. À, chúng ta đang đi thuận theo thái tuế, nghĩa là đi thuận theo thời thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở cái cung này chẳng hạn, đây là ăn ở cái bộ tuế phá này, lưu tuế phá này, lưu hư này, đấy. Thì là chúng ta đang đi nghịch lại cái thời điểm đó. À, đang đi nghịch lại cái thời điểm, cái thời thế của năm đó. Đấy. Còn là tốt hay xấu thì chúng ta phải xét thêm những cái cung khác. Đấy. Ví dụ như là cái năm đó những cái ngành này nó không phát triển, ví dụ như năm nay cái ngành vận tải nó không phát triển, mình làm cái ngành vận tải chẳng hạn, lưu đại vận nó đến đây này,
Đấy, thì mình toàn làm những việc ngược đời thôi. Đấy. Nhưng mà khi mà mệnh cái lưu đại vận nó nằm ở trong cái thái tuế này là cái cách mình phải làm đúng, làm đúng. Thái tuế ở đây giống như cái vận phần nó về pháp luật vậy. Nếu mà mình nằm đồng cung với thái tuế mà mình không làm đúng là mình sẽ bị phạt. À, thái tuế nó giống là vua vậy. Chơi với vua như là chơi với hổ, mà đối nghịch với vua lại càng khổ hơn, đúng không? Gọi là khi quân. Cái này rất là nguy hiểm, hai cái cung này rất là nguy hiểm. Thế nên là nằm trong tam hợp với thái tuế thì nó hay hơn. Lưu tuế phá thì nó đi với cái bộ lưu hư này. Lưu hư đây. Lưu hư là cái nói về cái sự thất bại, cái sự hỏng hóc bên trong. Đấy, thì sau đây là mình xin hết về cái cách mà xem hạn 1 năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.